Vẫn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng hơn một ngày nữa thôi thì trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq thì sẽ được diễn ra. Đây chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu mà có sự quan tâm rất lớn nơi các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Bởi dẫu sao thì với đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong cuộc đấu đầu này, mục tiêu thì không phải là chúng ta phải có mặt tại vòng loại thứ 3, mà mục tiêu đương nhiên là chúng ta chứng kiến xem là đội tuyển của chúng ta sẽ thi đấu như thế nào trước một đối thủ được đánh giá là rất khó nhằn trong lần đầu tiên đối với cả ông Kim Sang-sik. Bởi dẫu sao thì vừa qua chúng ta đã có một chiến thắng khá là nhọc nhằn vất vả trước Philippines. Thế nhưng với Philippines thì đó vẫn chưa phải là một trong những chướng ngại lớn để chúng ta kiểm chứng rằng sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ thực sự là như thế nào, đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, thời điểm này thì những thông tin liên quan đến những vị trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq cũng là điều mà chúng ta cũng rất quan tâm. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi thứ nhất là chúng ta phải thi đấu ở trên sân khách, và chúng ta biết mà, với đội tuyển Việt Nam khi mà thi đấu với các đội bóng đến từ Tây Á thì đôi khi cũng có những cái bất lợi. Và trong cái thời điểm này thì chúng tôi cũng đã cập nhật được thông tin về tổ trọng tài sẽ điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại World Cup 2026. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq sẽ được diễn ra vào lúc là 21 giờ theo giờ của địa phương, và tức là 1 giờ sáng theo giờ Việt Nam là ngày 12 tháng 6. Trước trận đấu này thì bên phía Liên đoàn bóng đá của châu Á đã công bố danh sách các trọng tài sẽ điều khiển cuộc đọ sức một cách vô cùng đặc biệt này. Theo đó, trọng tài chính đó là ông Omar Ali, quốc tịch đó là UAE, và các trợ lý cũng đến từ UAE gồm có hai trọng tài biên, cùng với đó là một trọng tài bàn. Và tổ trọng tài này thì cũng đã có mặt tại Iraq vào buổi tối ngày hôm qua, ngày 9 tháng 6, và hiện nay cũng đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ rồi. Nói về trọng tài chính người UAE, ông Omar Ali này, thì đây là một trọng tài cũng rất trẻ tuổi thôi, bằng tuổi với tôi. Năm nay mới chỉ có 36 tuổi thôi, là một trong những vị trọng tài hàng đầu hiện nay bên phía UAE. Và trọng tài này cũng từng được giao nhiệm vụ điều hành các trận đấu ở U17 World Cup 2023 diễn ra ở Indonesia. Năm ngoái thì ông cũng từng điều khiển trận đấu giữa Jaeger và Hải Phòng FC tại vòng loại cúp C1 châu Á, và ông cũng từng điều khiển trận đấu giao hữu giữa Liverpool và AC Milan vào năm 2022. Hiện nay đội tuyển Việt Nam với những cơ hội đi tiếp như thế nào thì chúng tôi cũng đã phân tích rất kỹ rồi. Chúng ta sẽ chờ đợi đội tuyển Indonesia họ sẩy chân với một trận hòa hoặc một trận thua. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ phải hướng đến ít nhất là một trận hòa hoặc cao nữa là một chiến thắng để nuôi cái hy vọng đi tiếp. Còn nói về trọng tài người UAE này thì cũng có một số nguồn tin có nói rằng là chúng ta sẽ gặp bất lợi nọ kia. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng không đến nỗi như vậy đâu. Bởi hiện nay thì với đội tuyển Iraq họ đã có được 15 điểm rồi. Chính thức có tấm vé đi tiếp với vị trí nhất bảng rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng là với các trọng tài bắt chính trận đấu này thì họ cũng không có lý do gì để mà phải xử ép với đội tuyển Việt Nam cả. Thế nên với thông tin về trọng tài này thì tôi tin rằng là quý vị bạn cũng như chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta sẽ có một trận đấu sẽ được coi rằng là công bằng. Bởi kể cả hiện nay thì vòng loại thứ hai này sẽ không có công nghệ VAR. Tất cả quyết định của trọng tài thì cũng sẽ được công nhận hết thôi. Sẽ không có một cái công nghệ VAR nào để vào cuộc để mà thay đổi các quyết định của trọng tài cả. Nhưng mà như tôi chia sẻ rồi, rất hy vọng rằng là kết quả đã ngã ngũ với cả Iraq rồi thì chúng ta sẽ có được một trận đấu mà công bằng. Chứ chúng tôi cũng không mong muốn rằng là chúng ta sẽ có được cái sự thiên vị đến từ chủ nhà hoặc là được từ trọng tài đâu, đúng không ạ? Từ trọng tài, xin lỗi quý vị. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái kết quả, một trận đấu hay nhất nhé. Còn thưa quý vị và bạn, đội tuyển Việt Nam thì cũng đã có buổi tập thứ hai trên đất của Iraq để chúng ta chuẩn bị cho một trận so tài với đại diện đến từ Tây Á trong lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Và đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam tất nhiên là chúng ta sẽ không được phép thua, và thậm chí phải giành chiến thắng thì chúng ta mới có cơ hội đi tiếp, bởi chúng ta không còn quyền tự quyết ở trong tay nữa. Thế nhưng kính thưa quý vị và bạn, chia sẻ với truyền thông trước trận đấu này thì Quang Hải nói một câu rất hay như thế này: Iraq là một đội bóng rất mạnh và sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật rất tốt và nhanh nhẹn. Toàn đội sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để thi đấu với đối thủ này. Và Quang Hải hiện nay thì cũng là một cầu thủ mà cũng rất có duyên để ghi bàn vào lưới các đội bóng Tây Á, với rất nhiều những siêu phẩm mà Quang Hải đã có được, rất nhiều những bàn thắng đẳng cấp để giúp cho đội tuyển Việt Nam có những kết quả rất tuyệt vời trong quãng thời gian khi mà làm việc với Park Hang Seo. Do đó hiện nay thì Quang Hải đang rất tự tin và khẳng định như thế này: tôi luôn có niềm tin vào bản thân của mình và sẽ cố gắng với 100% khả năng nếu được trả cơ hội. Tôi cùng với các anh em ở trong đội sẽ nỗ lực hết sức để tạo nên một trận đấu hay, giành kết quả tốt nhất để dành tặng các cổ động viên bóng đá Việt Nam.
Ở trận đấu này thì tất nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với rất nhiều những áp lực khủng khiếp. Thứ nhất là sự cổ vũ của khán giả nhà của Iraq là rất đông, lên đến khoảng hơn 65.000 người. Và thứ hai nữa là cái môi trường điều kiện khí hậu tại đây rất khắc nghiệt. Đó sẽ là một trong những trở ngại lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng Quang Hải lại khẳng định một điều như thế này. Với anh em, việc cầu thủ thi đấu tại một sân vận động đông khán giả thì luôn có hai mặt. Chúng tôi cũng là những người đã trải qua rất nhiều những trận đấu lớn như vậy rồi, cho nên cũng không có vấn đề gì đâu. Toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu tốt nhất, coi đó là sự khích lệ với mình để làm sao vào sân với sự tự tin và sẽ đoàn kết cùng nhau. Chúng tôi sẽ cố gắng để hướng đến một trận đấu chiến thắng. Đó là những gì mà Quang Hải có chia sẻ. Tôi nghĩ rằng đây là những chia sẻ rất tuyệt vời đấy, thưa quý vị và các bạn. Hiện nay thì với đội tuyển Việt Nam thì chúng tôi nói rồi, cái quan trọng nhất ấy, đó chính là sự tự tin của chúng ta được quay trở lại thì điều quan trọng nhất thôi. Bởi dẫu sao trong thời gian vừa qua, tôi nói thẳng rằng là cái sự tự tin của đội tuyển Việt Nam là không có. Tự tin làm sao được, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cứ thua liên tiếp như vậy, thua suốt như vậy, làm việc với cả ông Kroos như thế thì tự tin làm sao được. Nhưng mà hiện nay dẫu sao thì chúng ta thấy rồi, tất cả những cái phát biểu của những cầu thủ đang tỏ ra là rất thoải mái, cực kỳ tự tin. Và thứ hai nữa, chúng ta cũng được tự tin khi mà có được một chiến thắng vừa qua rồi, một chiến thắng nhọc nhằn khó khăn, thế nhưng mà để lại rất nhiều những điều ấn tượng dành cho tất cả các cổ động viên. Tôi rất vui khi mà đọc được nhiều các bình luận của các khán giả trên kênh của chúng tôi cũng như trên rất nhiều các cái nền tảng khác, thì mọi người cũng đã tỏ ra rất vui vẻ, rất hào hứng và cũng đang ủng hộ tuyệt đối dành cho đội tuyển Việt Nam. Thế nên tôi nghĩ rằng với những phát biểu của Quang Hải thì hy vọng rằng là anh em toàn đội sẽ cố gắng nỗ lực, hãy thi đấu với hơn 100% sức mạnh của mình, sự tự tin của mình, hãy đoàn kết cùng nhau để vượt qua một cửa ải thực sự khó khăn. Như một số những thông tin có nói rằng như hỏa diệm sơn ở bên Iraq, đúng không ạ? Rất đúng thôi, bởi bên này thì cái nhiệt độ của nó lên đến bốn mấy độ C cơ. Đá ở khung giờ muộn nhưng vẫn rất nóng nóng, rất nóng. Vì vậy mà hy vọng rằng những khó khăn chúng ta có thể trải qua thì chúng ta sẽ làm được lên những kỳ tích thôi, đúng không ạ? Kính thưa quý vị, đó là những phát biểu của Quang Hải. Thế nhưng với đối thủ hiện nay thì một cựu danh thủ của Iraq đã đưa ra những lời cảnh báo rất đặc biệt trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Mà tôi nghĩ rằng đó cũng là cảnh báo rất đúng đắn dành cho đội chủ nhà thôi. Trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào đêm ngày 12 tháng 6 tới đây, thì một cựu cầu thủ của đội tuyển Iraq đó là Sadiq đã nhận xét rằng dù toàn thắng ở vòng loại thứ hai, thế nhưng nếu cứ thi đấu như hiện nay thì đội tuyển Iraq cũng không thể có được cái tấm vé để mà tham dự World Cup 2026 tại Canada, tại Mỹ và Mexico được. Bởi khi mà nhận xét về trận đấu của đội tuyển Iraq và Việt Nam sắp tới thì cựu cầu thủ này có nói như thế này. Đội tuyển Iraq đang đạt được những kết quả tích cực và đã hoàn thiện mục tiêu đi tiếp với 15 điểm. Thế nên trận đấu cuối cùng thì chúng ta có thể thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau. Đội tuyển hiện nay tôi thấy rằng cũng đang tiếp tục tiến bộ từ trận đấu này qua trận đấu khác dưới sự dẫn dắt của huấn viên Reysel Kasat. Những gì đang đến với đội tuyển Iraq là rất khó khăn. Thể hiện qua vòng loại quyết định cho World Cup, nhiệm vụ đầu tiên đã được Iraq hoàn thành một cách xuất sắc, thì nói thật rằng là không khó. Tôi tin rằng bài kiểm tra thực sự đang chờ đợi ở trận đấu sắp tới và đặc biệt kể cả là vòng loại World Cup 2026, vòng loại thứ ba nữa. Đội tuyển Việt Nam sắp tới là một đối thủ cũng rất khó nhằn. Chúng ta sẽ phải nỗ lực cố gắng hết sức thì mới mong có được một chiến thắng trước đối thủ này. Hơn nữa thì có người nói rằng tại vòng loại World Cup thì sẽ rất dễ dàng vì châu Á sẽ có 8 suất. Thế nhưng tôi phản đối nhận định này, vì các đội còn lại ở lục địa châu Á cũng rất phát triển, họ có quyền chính đáng đến World Cup. Đó là những gì mà Iraq mong muốn, nhưng nó cũng là những gì mà các đội tuyển khác cũng đang hy vọng. Đội tuyển Iraq ở cấp độ hiện tại sẽ không thể vượt qua được vòng loại World Cup được. Các cầu thủ phải cảm thấy có trách nhiệm và phải nhận ra rằng họ đại diện cho đất nước này. Tôi vẫn chưa thấy họ thi đấu với phong độ cao nhất đâu. Tôi tin rằng đội tuyển Iraq cần phải nỗ lực, phải cố gắng hơn, bởi vì sự phát triển của đất nước cũng phải được phản ánh trong bóng đá của Iraq. Và tôi cũng mong mọi người không can thiệp vào sự lựa chọn của ông Seyed Kasat. Ông ấy biết mình đang phải làm gì. Đó là những gì mà một cựu cầu thủ của Iraq có chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng đây là một chia sẻ rất thực tế đấy. Bởi dẫu sao thì năm cái chiến thắng vừa qua của Iraq ấy thì cũng đều là những chiến thắng trước các đội bóng đến từ Đông Nam Á thôi. Thực ra là họ cũng rất khó khăn thì mới có được một chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Việt Nam. Còn họ thì cũng đã có chiến thắng rất dễ dàng trước Indonesia và cũng rất dễ dàng trước đội tuyển Philippines rồi. Chỉ có điều là khó khăn trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta thôi. Nhưng mà đó là thời điểm mà rõ ràng chúng ta nên có được một điểm. Thế nhưng mà ông Kroos thì lại quá bảo thủ khi mà không cho những cầu thủ trụ cột vào sân để kiểm soát được thế trận. Thế nhưng thôi, khóc nhau là không nhắc lại câu chuyện đó nữa, mà tôi nhắc lại về cái phát biểu của cựu cầu thủ của đội tuyển Iraq này. Ông ấy nói rằng là Iraq mạnh đấy, mạnh so với bảng đấu này thôi, thế nhưng mà để có được tấm vé tham dự World Cup thì không dễ dàng đâu, thậm chí ông nói rằng không thể.
Thế thì quay trở lại với cái mục tiêu của liên đoàn đối với cả ông Trouche, những phát biểu của ông Trouche khi mà đến với bóng đá Việt Nam thì ông nói rằng là với Việt Nam, với ông ấy thì chắc chắn là đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tham dự vòng chung kết World Cup 2026, như tuyên bố rất mạnh miệng. Thế mà chúng ta thấy rồi, cái thực tế thì cũng là rất phũ phàng. Chúng ta thì cũng không thể đổ lỗi hết dành cho ông Trouche được. Tất nhiên thì ông ấy là cũng đã có những sai lầm rồi, khiến cho Việt Nam chúng ta thua tan tác rồi. Điều đó là có, là thực tế. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn lại về cái năng lực của chúng ta, về những cầu thủ, đúng không? Bởi thực tế là để mà tham dự được World Cup thì nó có dễ dàng đâu. Chúng ta nhìn thấy Iraq họ mạnh như vậy mà những người trong cuộc của họ cũng chẳng dám rằng là mơ đến cái giấc mơ World Cup tại kỳ World Cup 2026 này. Thì nói gì mà chúng ta có được cái giấc mơ đó, đúng không ạ? Thế nên tôi nghĩ rằng cũng lên thực tế, hãy thực tế một chút. Liên đoàn đã có những cái thực tế hơn rồi khi mà làm việc với cả ông Kim Sang-sik rồi. Thậm chí thì cũng không mong muốn chúng ta có mặt tại vòng loại thứ ba, bởi chúng ta không còn quyền tự quyết mà. Mà thực tế hiện nay thì liên đoàn cũng đang hướng đến đó chỉ là CUP 2024, một cái giải đấu ở khu vực Đông Nam Á thôi, nhưng mà nó là thực tế hiện nay tốt nhất dành cho đội tuyển Việt Nam. Bởi nếu như chúng ta có thể lấy lại được cái vị thế của mình tại khu vực Đông Nam Á thì khi đó chúng ta mới hướng đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn được, sang trọng hơn được, như là ở châu Á và xa hơn, đó là World Cup, đúng không ạ? Những chia sẻ mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có suy nghĩ, cần phải có tính toán, và thực sự là phải cần phải ghi nhận với những phát biểu như vậy đấy, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn có những suy nghĩ và những cái quan điểm như thế nào về cái thông tin ngày hôm nay thì cũng có thể để lại cho bóng đá STV một nút like nhé. Và hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.